ơi, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một món ăn rất là ngon và hấp dẫn. Đó là món chân gà sốt Thái trộn với xoài. Thì nguyên liệu là có chân gà. Chân gà này mình đã luộc sẵn rồi và để ngâm vào nước đá. Rồi mình để tủ lạnh. Bây giờ nó đã se khô và rất vỏ và rất giòn. Đấy. Lưu ý các bạn luộc chân gà. Trước khi luộc thì các bạn sẽ phải làm sạch xong bóp muối. Bóp muối xong là các bạn đun nước sôi lên và khi nước sôi thì sẽ thả chân gà vào, cho một chút gia vị hạt nêm, mì chính và một chút gừng. Thì các bạn luộc trong khoảng 15 đến 20 phút, tùy từng mức độ là luộc nhiều chân hay ít chân. Đó. Thì sau sau khi các bạn luộc chín chân gà thì sẽ cho vào một bát nước và cho đá vào ngâm trong khoảng từ 5 đến 10 phút và các bạn vớt ra để khô và để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 tiếng thì chân gà nó sẽ săn lại và giòn. Đấy, mình đã làm xong cái món chân gà này. Còn nguyên liệu thì gồm có nộm xoài, bóp với xoài thì phải có xoài rồi, xoài xanh mình làm một quả 500 g và có gừng này, gừng, ớt, sả, lá chanh, tắc, tỏi, me khô mình sẽ làm nước sốt và đường, nước mắm, rồi ớt bột. Nếu mà các bạn không có ớt bột Hàn Quốc này thì các bạn có thể làm bằng ớt bột của Việt Nam cũng được, không có vấn đề gì. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là cắt xả và tắc nhé. Đây mình đã đang thái tắc gần xong rồi. Quả tắc hay còn gọi là quả quất, ở miền Bắc thì gọi là quả quất, còn trong Nam thì gọi là tắc. Đó, mình sẽ tiến hành thái từng loại gia vị này. Đây các bạn ơi, sau khi mình đã thái xả, thái nhỏ ra rồi này, một chút thì để loại dài dài như thế này khoảng 5, 4 đến 5 phân. Và lá chanh mình thái rồi, các bạn cho ít lá chanh thôi, khoảng 8 đến 10 lá chanh. Cái chỗ chân gà này là mình làm gần 8 lạng, gần 800 g. Ớt các bạn sẽ thái nhỏ và xoài mình đã gọt vỏ. Sau đây mình sẽ thái, thì các bạn thích miếng dài hay là miếng vuông thì tùy các bạn, thích ăn kiểu nào thì các bạn thái kiểu đấy. Đây là mình sẽ thái vuông. Quả xoài này to 500-600 g một quả này. Đây, xoài này rất là ngon. Mình sẽ cho vào ngăn đá khoảng 15-20 phút để cho nó giòn hơn nhé. Và các bạn sẽ cắt thái ớt và các loại gia vị này. Rồi mình tiến hành làm nước sốt. Đây, ớt mình sẽ thái, đây là ớt của Huế. Mình sẽ thái điểm một chút vào thôi, tại vì nhà có các bé cũng không ăn được cay nên mình làm hạn chế ớt hơn. Tỏi các bạn sẽ đập dập nhé. Tỏi này mình sẽ đập dập và băm nhỏ để làm nước sốt. Ok, mình sẽ cho xoài vào trong ngăn đá một lúc. Các bạn ơi, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nước sốt me, nước sốt để trộn với chân gà nhé, sốt Thái cay. Thì đây là nước me mà mình đã lọc. Me khô các bạn sẽ cho vào nước nóng và đun lên thì nó sẽ tan ra. Và mình sẽ chắt hạt ra riêng và để lại nước như thế này. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành bật bếp lên. Đây là đường. Và đây là nước mắm. Và đây là ớt bột. Mình đã để sẵn ra ngoài này rồi. Thì các bạn dùng khoảng 150 g me, 2 đến 3 muỗng nước mắm to, đường khoảng 200 g đường
và ớt bột là khoảng 50 gram. Rồi sau đây, sau khi nồi đã nóng thì các bạn sẽ cho một chút dầu vào, dầu ăn vào. Sau đó các bạn sẽ cho tỏi. Tỏi lúc nãy đã băm nhuyễn rồi, đã bóc vỏ và băm nhuyễn thì các bạn cho tỏi vào đây. Các bạn đảo cho vàng tỏi đi. Sau khi tỏi vàng rồi thì các bạn sẽ cho nước sốt me vào. Sau đó các bạn sẽ cho hết đường vào. Tiếp đó là nước mắm. Và tiếp theo là các bạn sẽ cho ớt bột vào. Các bạn hãy nêm nếm cái nước sốt này phù hợp với từng vị của mỗi nhà nhé. Có nhà thì muốn ăn cay, có nhà thì muốn ăn hơi đậm hơn, chua chua ngọt ngọt. Miễn sao là các bạn sẽ đun cái nước sốt này nó lúc nào nó sánh thì là được. Và nó có vị chua ngọt, mặn và cay nồng. Đây các bạn nhìn nước sốt của mình. Các bạn sẽ đun nhỏ lửa và để cho nó sánh dần lại. Khi nào là nước nó sẽ đạt độ sệt thì sẽ tắt bếp. Các bạn nhớ nêm nếm vào để cho phù hợp với khẩu vị của từng nhà nhé. Nếu mà các bạn muốn ăn ngọt thì có thể cho thêm đường, hoặc là ăn cay thì cho thêm ớt hoặc là ớt bột vào. Sau khi làm nước sốt này xong thì các bạn sẽ để nguội, sau đó với bóp vào làm gỏi. Chúng ta sẽ cho một chút nước vào. Xong các bạn sẽ đun đến lúc nào nước nó đạt độ sệt thì tắt đi. Các bạn ơi, sau khi nước sốt các bạn để nguội rồi thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu trộn. Các bạn nhìn nước sốt nó đạt cái độ sánh như thế này là vừa rồi. Nước sốt thần thánh, rất là ngon. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho chân gà vào. Các bạn sẽ cho tắc vào. Cho tắc này, cho gừng, cho ớt, cho sả, lá chanh. Sau đó các bạn cho xoài vào. Xoài sau khi để ngăn mát khoảng 15 phút thì các bạn bỏ lên ngăn đá. Thì để vào ngăn đá khoảng 10-15 phút. Đó, và cuối cùng các bạn sẽ cho nước sốt này dưới lên. Nước sốt thần thánh, rất là sánh. Các bạn sẽ đảo đều, trộn đều lên như thế này, cho nó thấm vào từng cái chân gà và xoài, rồi các gia vị kia nó sẽ thấm đều. Sau khi bóp này xong thì các bạn sẽ để khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng ở trong tủ mát
và cho nó ngấm gia vị thì đã sẽ dùng được nhé. Rất là ngon, thơm ngon. Màu rất hấp dẫn. Nếu các bạn không có ớt bột của Hàn Quốc ấy, thì các bạn sẽ cho ớt của Việt Nam. Ớt bột Việt Nam thì ít thôi, không là nó sẽ cay. Ớt bột của Hàn Quốc thì không bị cay. Các bạn nhớ là làm chân gà sẽ cắt móng đi, sau đó với luộc nhé. Thơm ngon cực kỳ các bạn ạ. Bạn nhớ là chọn những cái chân gà to thì nó có nhiều da và sụn, ăn nó sẽ ngon. Chân gà công nghiệp chứ chân gà ta thì sẽ không ngon đâu. Gà ta nó không có thịt, không có không to nên ăn nó không, sẽ không ngon bằng chân gà công nghiệp. Ok, các bạn sẽ để đây cho thấm đều và sau đó mình sẽ cho vào hộp và cho vào ngăn mát tủ lạnh rồi ăn. Các bạn thử làm và trải nghiệm món chân gà sốt Thái này cho gia đình mình ăn và các con rất thích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn thấy hay thì sẽ hãy like, chia sẻ giúp mình. Mình cảm ơn rất nhiều.